các bạn dùng trình duyệt vào website theo địa chỉ lưu trữ tỉnh hà tĩnh gov vn Trên giao diện trang chủ, các bạn bấm vào chữ Đăng ký. Giao diện đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến được mở ra, các bạn nhập đầy đủ các thông tin. Tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản, họ và tên ngày tháng năm sinh hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu số căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu cơ quan công tác địa chỉ liên hệ số điện thoại và email liên hệ Cuối cùng, nhập mã xác nhận và bấm đăng ký tài khoản để hoàn thành việc đăng ký tài khoản. Sau khi tạo yêu cầu đăng ký tài khoản thành công, hệ thống chuyển sang màn hình như các bạn đang thấy. Quản trị hệ thống sẽ nhận được thông báo và tiến hành kiểm tra thông tin, nếu đúng sẽ kích hoạt tài khoản cho bạn. Một email thông báo sẽ được gửi về cho bạn biết tài khoản có được chấp nhận đăng ký hay không bạn có thể liên hệ số điện thoại trên thông báo để được hỗ trợ chúc các bạn thực hiện thành công